Bạn này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm bài tập bài 8 tạm biệt mùa hè. Ta sẽ làm câu 1, câu 2, câu 3. Đọc sách dạy nấu ăn, học những bài đọc về công việc làm bếp bảo bài đọc 8, 11, 24. Tên bài không biết. Mức độ yêu thích 5 sao. Tìm các từ ngữ nói về mùa hè viết ở nơi đây. Thời tiết nóng nực quay ạ. Đồ ăn thức uống kem sữa sinh tố lúa mạch. Đồ dùng quạt điều hòa hồ bơi. Trang phục áo phông áo cộc quần đùi. Hoạt động bơi tắm du lịch ở những bãi biển đấy, tắm rất là mát. Câu 3, đặt 3 câu với từ ngữ em tìm được ở bài tập 2. Mùa hè thời tiết rất nóng lực. Mùa hè quay ạ. Em đi tập bơi. Mùa hè em rất thích ăn kem. Thích ăn kem khi mà nóng quá cho vào trong điều hòa và ngồi cho mát tránh sốc nhiệt. Em thích ngủ điều hòa. Thích ngủ điều hòa và ăn kem. Tâm nghĩa xong, tạm biệt các bạn.